thân ái, chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 1 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong bài ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các số cho tới 40. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng khởi động. Các con hãy sử dụng các khối lập phương để đếm từ 1 tới 40. Chúng mình đã biết cách đếm từ 1 cho tới 10 rồi, cô sẽ đếm tiếp tới 11, 12, 13, 14, 15, vân vân, cứ như vậy cho tới 40. Sau đó, chúng mình sẽ không sử dụng các khối lập phương nữa, mà tự đếm xuôi từ 1 tới 40 và đếm ngược từ 40 về 1. Chúng ta sẽ đếm xuôi 1, 2, 3, 4, 5, cứ như vậy cho tới 40. Và khi đếm ngược thì chúng ta sẽ có từ 40, 39, 38, vân vân cho tới 3, 2, 1. Bây giờ cô sẽ cùng các con tìm hiểu kỹ hơn về các số cho tới 40. Chúng mình cùng quan sát. Ở đây cô có một số chiếc bánh như thế này. Các con cùng đếm cho cô có bao nhiêu chiếc bánh. Đúng rồi, bằng cách đếm lần lượt, chúng ta sẽ đếm từ 1, 2, 3, 4, vân vân. Sử dụng các khối lập phương thì chúng ta tìm được kết quả là có 25 chiếc bánh. Cô sử dụng các khối lập phương này ghép thành 2 thanh trục và còn 5 khối lập phương ở bên ngoài. Như vậy, chúng ta có 2 trục và 5 đơn vị. 2 trục và 5 đơn vị, chúng ta có 25. Số 25 được viết bởi 2 chữ số. Chữ số bên trái là chữ số 2, chỉ số trục. Và chữ số bên phải là chữ số 5, chỉ số đơn vị. Ghép lại thành số 25. Các con cùng đọc 25. Như vậy, số 25 là số có 2 chữ số, được ghép bởi chữ số 2 ở phía bên trái và chữ số 5 ở phía bên phải. Chữ số 2 chỉ số trục, tức là 2 trục hay 20. Chữ số 5 chỉ số đơn vị, tức là 5. Chúng mình cùng đọc 25. Bây giờ chúng mình sẽ tách số. Số 25 bao gồm 2 trục và 5 đơn vị. Chúng mình sẽ tách như thế này. Ta nói rằng số 25 gồm 2 trục và 5 đơn vị. Ngược lại, khi gộp số thì mình sẽ nói gộp 2 trục và 5 đơn vị được 25. Các con đã biết cách tách cũng như gộp số chưa? Đây là cách chúng ta tách số 25 thành 2 trục và 5 đơn vị. Còn đây là khi chúng ta gộp 2 trục và 5 đơn vị thì được 25. Cũng giống như thế này, các con có thể đọc và viết được các số cho tới 40. Ở đây cô có bảng gồm các số từ 21 cho tới 40. Cô có số 21. Chữ số đơn vị là 1 cũng có cách đọc đặc biệt. Ở đây các con sẽ đọc là 21 chứ không phải 21. 21, 22, 23, vân vân cho tới 40. Con lưu ý về cách đọc số này. Chúng ta có thể đọc là 24 hoặc 24 đều được. Chú ý, với chữ số đơn vị là 4, chúng ta có thể đọc là 24 và 24. Tuy nhiên, đối với số 14 thì các con chỉ đọc là 14 thôi, chứ không phải là 14 nhé. Tiếp theo là 25 thì chúng mình chú ý. 25. Bây giờ các con hãy điền số và cách đọc tương ứng vào các dấu hỏi chấm. Cô chúc mừng chúng mình. Ở đây sau số 30 chúng ta có số này và số này được đọc là 31, 32, 33 rồi tới 34 hay còn gọi là 34, 35 thì tới 36, 37, tiếp tục là 38. Số 39 chúng ta sẽ viết là chữ số 3 ở phía bên trái và chữ số 9 ở phía bên phải. Tiếp theo là số 40. Và đây chính là bảng cách viết và cách đọc các số từ 21 cho tới 40. Chúng mình nhớ chưa nào? Cô nhắc lại là các con phải nhớ những lưu ý về cách đọc trong trường hợp các số đơn vị đặc biệt, ví dụ như 21,
24 hoặc 24 hay là 25. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng làm bài tập. Bài đầu tiên các con hãy làm theo mẫu. Ở đây ta quan sát cô có 2 thanh trục và 8 hình lập phương lẻ ra. Như vậy chúng ta có 2 trục và 8 đơn vị. Chúng mình sẽ có số 28. Ta làm sơ đồ tách số như sau. 28 gồm 2 trục và 8 đơn vị. Sau đó các con sẽ viết các phép tính. Phép tính đầu tiên, 2 trục hay là 20? 20 cộng 8 sẽ bằng 28. Chúng ta dựa vào sơ đồ tách gộp số này. 28 trừ đi 8 bằng 20. Các con nhắc lại, 20 cộng 8 sẽ bằng 28 và 28 trừ 8 sẽ bằng 20. Cũng giống như thế này, các con hãy làm 2 phần còn lại. Rất chính xác, ở đây chúng ta có 3 thanh trục và 7 hình lập phương lẻ ra. Như vậy, chúng ta có số 37. Đây là sơ đồ tách gộp số và chúng ta có thể viết được 2 phép tính như thế này. 30 cộng 7 bằng 37 và 37 trừ 7 bằng 30. Hay ở bảng này thì chúng ta chỉ có 3 thanh trục thôi. Như vậy, chúng ta có số gồm 3 trục và 0 đơn vị hay số đó là 30. Chúng ta cũng viết được 2 phép tính như thế này. Tới bài thứ 2, các con hay điền các số thích hợp và dấu hỏi chấm. Chúng mình chú ý là phải điền các số sao cho quy luật phù hợp với tất cả các số ở trong dãy này. Ở đây chúng mình điền như thế nào? À đúng rồi, ta thấy rằng ở đây các số được đếm thêm 1 từ 27. Như vậy chúng mình có 27, 28 tới 29, 30, 31, 32 và 33. Tiếp theo ở đây, cô có các viên bánh quy mang các số 5, 10, 15, hỏi chấm, 25. Lại tiếp tục là 2 dấu hỏi chấm nữa. Các con quan sát và điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Chính xác, chúng mình thấy rằng ở đây các số được đếm thêm 5. 5, 10, 15 thì sẽ tới 20, 25, 30 và 35. Tương tự, chúng mình có thể hoàn toàn làm được các bài ở trong sách giáo khoa bằng cách xác định được quy luật. Tới bài thứ 3, chúng mình sẽ tính. Cô có các phép tính là 30 cộng 6, 36 trừ 6, 27 trừ 7 và 30 cộng 9. Ở bài 1, chúng mình đã biết cách viết các phép tính dựa vào sơ đồ rồi. Bây giờ, chúng mình sẽ tính trực tiếp mà không cần nhìn vào sơ đồ nữa. Rất đúng, chúng ta có ngay là 30 cộng 6 sẽ bằng 36. Vì sao? 3 trục và 6 đơn vị tạo thành 36. Thế thì chúng ta có 36 trừ 6 sẽ bằng 30. Hay ở đây 27 trừ 7 thì sẽ bằng 20. 30 cộng 9 sẽ bằng 39. Thật đơn giản đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ tới với bài tìm số. Các con sẽ đếm cho cô có tất cả bao nhiêu quả chuối. Trước hết, chúng mình phải xác định xem có những cách nào để đếm số quả chuối này. Chúng ta có thể đếm lần lượt từ 1, 2, 3, vân vân, tức là đếm thêm 1. Cách thứ hai, chúng mình để ý cho cô là mỗi ô này có bao nhiêu quả chuối. Đúng rồi, mỗi ô có 5 quả chuối, như vậy chúng mình có thể đếm thêm 5, 5, 10, 15, vân vân. Tiếp theo, chúng mình cho cô biết mỗi cột này có bao nhiêu quả chuối. Đúng rồi, mỗi cột có 10 quả chuối, như vậy chúng ta cũng có thể đếm thêm 10, 10, 20, vân vân. Các con hãy lựa chọn cách đếm phù hợp và cho cô biết số thích hợp ở ô trống này là bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, ở đây cô sẽ đếm theo cách là đếm theo 5. Chúng ta đếm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 và 40. Như vậy cô sẽ điền số 40 ở đây. Chúng ta đếm được là có 40 quả chuối. Như vậy khi đếm số lượng đồ vật, chúng mình sẽ xem là đếm bằng cách nào thì sẽ chính xác và nhanh nhất. Như vậy ở bài giảng ngày hôm nay, các con đã được tìm hiểu về các số cho tới 40. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để có thể củng cố thêm được kiến thức.
Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.